Anh em tải file này về nha, file mình để dưới phần mô tả đó. Tải về rồi giải nén ra nha, giải nén rồi tìm file tên run gì đó, mở lên. Tới đây anh em nhấn OK trên bàn phím nha, rồi nhấn phím bất kỳ. Rồi vô đây muốn chỉnh thì anh em nhấn tab lên rồi lên xuống. Đến cái phần cái nút nào mình muốn chỉnh á. Bỏ thẻ 65. Số 1 chọn nhưng mà người chơi 1. Tại bản này không có chọn map được. Bản này là bản gốc, chỉ mình lấy ở trên mạng về thôi chứ mình không có làm. Bản này thì skill nó được rút ngắn lại cho dễ sử dụng trên PC. Nếu mà PC lấy nguyên cái bản thì khó chơi lắm, khó ra skill đó. Có một số anh em là kêu làm trên PC thử, mình hướng dẫn làm luôn. PC thì lâu quá là mình không có chơi nên đánh nó hơi khó. Cái game này mình thấy trên mạng bên Trung Quốc đó, trời, nó chơi hay kinh khủng luôn. Nó chơi mà một thẻ nó một mình nó đi về nước luôn, sợ thật. Hồi đó mình chơi mình vất quả cũng chết à, bây giờ mình còn vất quả mà nó chơi có một thẻ thánh rồi. Vì skill bản này được rút gọn nên rất dễ sử dụng. Khi vào ảo ảnh thì năng lượng gồm rất là nhanh nha, nên chọn những nhân vật nào mà cái con boss nó khó quá. Ví dụ như Bạch Long thì cái con nhện thì cũng hơi bị khó, con nhện sẽ ở phần ở sau, nhưng cũng là dòng con Bạch Long này. Mình có sử dụng skill hút máu này ở siêu thị nhưng mà không được.
What? Huh?